Ủa mấy fan nhìn nè, mấy fan đây là tôi chỉ mấy fan cái trích này nha. Đây 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 mấy fan nhìn nè, tự nhiên như không cái tôi cướp được con rep của Khai Chích nè mọi người. Nhìn nha mọi người, nhìn nha. Thấy không mọi người, thấy dễ không? Nó rất là đơn giản. Cái này gọi là cái trích mọi người. Lụm dễ không? Đơn giản không? Đơn giản không? Cứ vậy mà làm, cứ vậy mà làm, cứ như video mà làm, cứ như video mà làm nha mọi người. Ai da, ai da, ai da, đau quá, đau quá. Nhìn cũng đau đau á. Nhưng mà ông nên nhớ là tôi có bùa đỏ nha Barret. Rồi đi luôn á, đi luôn á. Cho cái cúp, cho cái cúp, cho cái cúp lẫm liền. Dễ không, dễ không? Mấy ông thấy tôi chơi game dễ không? Mình chỉ đi ra cái mình cướp con creep, cái mình kéo lính về, cái rần mình ra cái mình lụm. Trời ơi nó đúng dễ luôn. Đợi bước lên là đi thôi. Ngon á. Nữa không, nữa không, nữa không? Hay á, lần này ông né hay rồi đó. Cái bùa đỏ của mình khoảng 15 giây nữa mất. Cái ông mít bên đó ông mang tóc hành nên không có sao. Cho dù mình có trade down với ổng mà mình có bị trade, kiểu như là mình trade mà không đủ đi chăng nữa thì ổng cũng sẽ không có giết mình được. Dễ mà đúng không, dễ mà đúng không? Né luôn cái W của con Khai Dích luôn á. Khai Dích hơi cười. Ây ha. Trời ơi là trời. Nhưng mấy ông nãy đó mới quýnh nhiều phút. Chúng ta mới quýnh có 4 phút à, 3 phút, 3 phút và 45 giây win game. Xin lỗi mọi người, trận này tôi quýnh mất dạy quá. Có ta có trách là xui thôi, tại bên đó không có chịu check cái con rep á. Xui gỗi, xui gỗi. À mít bên đó không hay. Khai Dích bên đó chạy ra mất lát cào không chết là cũng về với đất mẹ thôi. Giả sử có thằng nào quýnh em ruột, quýnh em rồi tụt quần ra nói biết bố mày là ai không thì xử lý tình huống đó sao anh? Ủa kỳ vậy ta, tự nhiên nó tụt quần ra trước mặt em rồi nó nói có biết bố mày là ai không, rồi cái tình huống đó hả? Chắc cái tình huống đó nếu gặp anh chắc hả anh nói thiệt, anh nó kéo quần lên á. Mém xíu tụi chết rồi đó ông Z. Ủa sao ông Z ông quả đó ông không W lên nhỉ? Ôi ơi nó cọp luôn á, nó cọp luôn á. Thôi chạy á, chạy á, nó rờ á, nó rờ á. Nhìn vậy thôi chứ nó nóng lắm á, nó nóng lắm á. Bóp luôn tóc hành là thấy nó nóng, thấy nó nóng trong người rồi á. Hello bạn Xuân Huy nha, chào em. Anh nếu xem Boku Nobiko thử đi anh. Thôi tôi không dám coi Boku Nobiko đâu. Tôi sợ tôi coi chúng cái cảnh ăn cà lem trong xe hơi á, ghê lắm. Đây là quả này quýnh được á. Quả này deep luôn chứ còn gì nữa, đợi gì nữa. Game là dễ á, game là dễ á. Lậm á, lậm á, game này lậm á. Nói chung là trận này tôi quậy quá rồi mấy fan. Mới vô cái ông Khai Giúp bên đó ông bị mất cái con rep á, đâm ra cái ông thọt quá luôn. Bây giờ ông không có đi ram được. Đây tôi lên đây. Rồi, đi luôn. Nhất quyết phải giết cho bằng được mà. Quả đó Khai Dích không lát nha. Lát nữa đi kiếm một tiếp. Bây giờ chúng ta cứ đảo cánh thôi nha. Nè, mấy lần mà mỗi lần mà mấy ông đẩy hết cái đợt lính vô trong sát trụ vậy, mấy ông đâu có gì làm đâu. Tại vì mấy ông nếu mà solo kill trong trụ thì nó khó lắm. Cho nên là mấy lần như vậy mấy ông cứ di chuyển. Không sao, không sao, mình dư đam mà. Ôi da, biết vậy là nãy mà... mình dư đa mà mình tiết kiệm. Ủa mà sao tự nhiên cái đâu ra cái gì lòi thêm cái ông này nữa vậy? Xuống ngay á ông, xuống kịp lúc á. Xui thôi, xui thôi. Má bây giờ nãy tôi QR là tôi giết được cái ông sờ bê bên đó lẹ luôn rồi. Mình cứ tham, mình cứ tham tham. Chối hụt. Barret cũng chối hụt. Con Khai Dích chết rồi, mình khỏi đam đó. Trời sao tôi thiêu đốt mà không có thiêu đốt vậy? Hay là tại nút ép ta? Tôi bấm thiêu đốt rồi mà nó không có vô trọng luôn, xui. Chào chị Hiếu lọt khe lần thứ 17. Chị chào em nha Nguyễn Như Thảo. Cứ vậy không đó, cứ vậy không đó. Cứ đợi cái lúc nào đó, mấy cái lúc mà người ta đang đọc bình luận không, cái vô cam bên mình. Tàn ác. Ok, chấp nhận đây.
Hình như là Tư Mã Thiên là người biên soạn cái bộ sử Hậu Hán Thư đúng không em? Ấy cái cuốn Hán Thư á, không biết phải hay không á. Sao chạy nhanh vậy ông kẹ? À, sao vẫn dính được vậy? Đau quá, đau quá, cái đó đau quá. À, và đó phép á. Và đó sức mạnh phép thuật á. Thôi chạy á, chạy á. Cọp á, cọp lại á, cọp lại á. Có nhảy lên thì tôi cũng né được á. Mấy cái này không có gì á. Cay á, cay á, cay dít cay á, cay á. Xui á, xui á. Cay á, cay á, cay nhất trận này ha. Sưa gỗi, sưa gỗi. Lần sau chơi game nhớ cái mắt con rép nha. Trời ơi, biết vậy nãy cho đường của cướp rép của cay nhất ha. Nãy đường cướp rép của cay nhất là game này nó dài hơn xíu rồi. Qua ăn rép con nhỏ cút kem luôn. Tội nghiệp thiệt chứ. Báo đời, báo đớm không. I've been cold for so long.